Đây các bác ơi, một mã ngô nữa lại về đây. Ngô đỏ nha các bác nha. Ngô đỏ nó sẽ có rất là nhiều mã đó. Mỗi một mã thì nó sẽ có cái trọng lượng và cái khối lượng nó khác nhau nha đó. Đây. Hàng nguyên bao bì Đài Loan các bác nha. Một gói như thế này được 5g thì nó rơi vào 35 đến 37 hạt nha, 35-40 hạt thì đấy đó. Ngô đỏ thì bên shop đã test thử rồi, hạt sẽ không phai màu nha, nó không phải là hạt nhuộm đâu mà hạt thực tế là màu đỏ luôn nha. Một màu đỏ luôn các bác ạ. Đây là giống ngô mới này. Tất cả những dòng ngô đen hay là ngô đỏ, ngô tím thì đều là dòng ngô lai tạo mới. Các bác thử nghiệm cái dòng này mà xem. Bắp to hơn này, dài hơn. Ăn dẻo đấy ạ. Ăn dẻo như là ngô nếp của chúng ta đấy.